đuôi. Miệng ra. Miệng gà sai, đuôi. Đây là đâu rồi thầy? Không biết, đánh nhanh. 1 miếng măng gà. Miếng măng gà. Sai. Bún gà. Bún gà. Nè. Mì. Em không. Em không. Hủ tiếu gà. Hủ gân đúng. Nem. Nem. Cái gì vậy? Mì. Rồi, chính xác. Thì tiểu con lắm. Đi suy nghĩ nhanh lên. Cơm tấm. Cơm tấm đúng. Cái gì đâu quê. Suy nghĩ coi. Y quy một này. Một gì. Trả một chính xác. Ok. Đây đúng rồi, đúng luôn. Rồi 5, 4, 3, 2, 1. Yeah. Bánh canh. Bánh canh. Cà phở nhắc chuốt đầu chưa đây cơm bún chua chính xác cơm chín sò hả cưng các bạn này không chơi không nhắc đúng không ừ suy nghĩ lâu quá đây bị súng cho rồi chính xác thôi ủa gần đúng lẩu lương thầy lẩu lương dưới sức sức lương để nghe có hưởng cầm chạy hả gà xẻ gạo xẻ cơm xẻ tôi sẽ cút 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 tôi sẽ nói cái đó không biết suy nghĩ